Mấy ăn cá lòng tong á bạn, mình cũng mới bằng xong nè, với cá mì gỗ. Giờ mình sẽ rửa nó sạch nha. Cá lòng tong á thì dãy nó nhiều lắm bạn nè, cái dãy nó nhiều lắm nè. Cái này á, dãy lòng tong mình không cần phải đánh đâu. Các bạn để vô cái gỗ tre gì nè, cái mình chà chà gì nè các bạn, là nó ra hết trơn dãy à, hồi là nó trắng phao con cá rồi luôn. Chứ con cá lòng tong mà dãy nhiều quá, đánh dãy từ con biết chừng nào nó rồi. Mới ăn được. Thấy không? Đó, thấy không? À. Đó. Mình chà vậy cái là nó sạch trơn luôn nè, thấy không? Ừ. Ngon ghê chưa? Cá bóng hối luôn. Đó. Nhìn cá cái muốn cắn một cái rồi. Tái chanh năng lượng là tái chanh năng lượng. Các bạn chà nhẹ nhẹ thôi nha. Chà mạnh quá là dập con cá banh chậm hết. Mới chà có một tí mà nó trắng tươi hết nữa các bạn, muốn hết trơn sạch dãy luôn. Giờ mình rửa lại cho thiệt sạch, chà một cái nữa và đem vô kho nha các bạn. Cá mình cũng chà sạch rồi đó các bạn, trắng bông luôn không? Nhìn ngon ghê chưa? Ghê luôn á. Hồi nãy thì mình có hái ít cái bần nữa các bạn. Giờ mình cũng rửa cho sạch luôn nha. Mình rửa sạch nhưng giờ mình đem vô mình kho. Cá với bần á mình cũng rửa sạch sẽ rồi các bạn. Giờ mình để đây đi, mình đi ra vườn mình hái ít rau nha các bạn. Vô luộc chấm hồi chấm chung với cá, chấm nước cá. Vậy nó mới ngon. Anh chị em mình lên vườn hái rau nha các bạn. Dễ gì chín. Chứ cả, cả tháng nữa mới chín đó. Hái đọt nhãn lồng nè. Nhãn lồng thường thường thì người ta kêu bằng là chùm bao á. Ai biết đâu. Cha không biết nữa hả? Chùm bao. Ăn cái này nên thuốc lắm bạn. Đọt nhãn lồng nè mình ăn á, thì nó mát, tốt cho sức khỏe nữa. Rau vườn không phân không thuốc. Thường thường á, thì người ta cũng bứt cái cọng á, về nấu nước uống nữa bạn, phơi khô nấu nước uống. Tốt lắm á. Thiệt chứ bộ? Thì nó thiệt, em đó nói gì đâu. Không có trái. Mà ngay chỗ mà mấy cái đọt á bạn, có mấy cái rau á là mình đừng có lặt cái rau bỏ nha, mình để ăn luôn nó mới tốt. Chết rồi thôi thôi vậy thôi mấy cái rau này nè bạn là mình để ăn luôn, cái rau này nè nó mới mát nè chứ không phải là mấy cái đá đâu, nên thuốc lắm đó. Trời ơi nó tốt ghê luôn á. Rồi, nguyên đám rau mịt màu hết trơn, xanh mướt, ngon ghê luôn á. Cái này sáng sớm á mà hái đem ra chợ bán, trời ơi, người ta bu tao nói kinh khủng hả Hùng. Hái đi trong chợ bán đi hai. Ngon ghê luôn á, tươi, tốt ghê ha. Không phân thuốc. Đúng rồi, rau này là không phân không thuốc luôn á. Thêm ở vườn á, một cái ăn á, bỏ. Không độc hại. Mát gan, bổ phổi, trừ ho. Mới thấy ho cặp cặp đó. Bởi vậy hái đọt nhãn lồng vô ăn cho hết ho. Bạn thấy cái đu đủ của mình này độc ghê không? Hai nhánh đó. Chặt khúc dưới ngang cái nó ra tược các bạn, ra hai nhánh nè. Trời ơi, đưa cái gỗ mà đưa không tới nữa lụm đi. Cái tay người ta nhắn nè. Nói lại thăm sầu riêng có rụng không, lỡ rụng lụm vô bớt luôn chứ sao. Đi mà được trái sầu riêng rụng xuống gì, trời ơi nó sướng gì đâu nói. Trái gì đâu mà nhiều nè, không thấy lá luôn á nha. Nguyên năm nay trái bự bự không hả bạn? Trái chừng 3-4 kg luôn á. Nhánh bên đây nè, nó quằn sai luôn cha, mình mắc chỏi nhánh luôn á. Lúc này là sầu riêng có cốc rồi, chú sữa của mình cũng còn á. Có ở cuối bờ á, trái nhỏ chưa chín. Bạn nào có yêu cầu đặt sầu riêng không? Kiếm 120 tính tới. Sầu riêng đảm bảo chất lượng nữa không? Đây cây đó nè các bạn. Trên vườn mình thì chỉ có 2 cây thôi, còn nhiêu thì vòng vòng nhà. Chui vô đó. Chui vô đó để rụng gớt nát cái đầu luôn. Chưa đâu. Chưa chín hả bạn ơi. Sao nó nứt cái trơn rồi sao? Tại nó ngăn vậy đó. Cha mình buộc lại mấy trái trên cao á, cha mình giống lại sợ nó rụng xuống nó nhập ra hết trơn. Ở trên đó có con trái coi chừng 5 kg vậy các bạn. Đó. Bự hết hồn rồi. Hái được ít rau rồi, giờ đi dài dài vô bạn ơi. Đi mình đi qua mé kia hái thêm vài cọng rau muống nữa, luộc có rau này rau kia ăn cho nó ngon, đỡ ngán. 2 có cốc chín kìa, lắm không? Bà đứng ở đằng sau với điếm sầu riêng của mình nè. Hiện ra bụi rau muống rất là tốt. Mấy cái bờ mà mới bội xình lên đó bạn, rau muống nó mọc lên gì nè, ngon, tốt. Ngon nhuốc mà tươi xanh nè. Nhìn như là rau muống mình trồng, rau muống tàu vậy đó. Mà cọng nhỏ nhỏ này ăn ngon. Rau muống này ăn ngon, ngọt. Ngọt không? Ngọt, ăn đi. Thử cọng thôi. Ai kêu cưng ăn kìa. Thôi, em không ăn sống được. Hái đám nào là toàn đám ấy luôn. Vậy chứ nó vài bữa là nó lên rồi. Cái muống nãy mau lên lắm. Non ghê hồn thiệt chứ. Xong. Đi nhà thôi. Được. Nhiều đủ rồi các bạn, để hái nhiều quá ống hết lãng phí. Giờ vô nhà hết bạn ơi. Vô nhà bắt bà hai leo cây dừa, hái dừa kho cá luôn. Mình kêu bà hai á, hái dừa bà không chịu hái rồi, thôi vô cho kho nước lạnh luôn các bạn ơi. Bữa nay bà hai bà làm biến quá trời. Chứ. Thôi đi. Thôi đi. Đó, rồi đi vô luôn rồi đó. Thôi giờ đi vô kho nước lạnh luôn rồi. Cá các bạn, giờ mình bỏ ra nồi nha. Rồi mình sẽ để gia vị vô. Tí đường các bạn, tí bột ngọt đặng lên nữa, tí hạt nêm, ít nước mắm, cái này là mình kho có nước thôi là chứ không phải là kho khô nha các bạn. Mình để thêm một tí xíu nước mạo thôi cho nó có hơi hơi lên màu à. Đậm đều lên. Giờ mấy cái bằm này thì mình chẻ ra mình để vô luôn nha bạn. Cái bằm chín, chín ha. Ngon ghê luôn á. Mình chẻ ra làm bốn gì ha, ý chết cho nó bị hư gì á. Miếng nó ứa rồi đó. Cá lòng tông thì nó cũng mau chín bạn, nên mình để bần vô luôn. Bần này á thì nó tạo cho cá được cái độ chua chua. Cái này thường như người ta kho me, kho đồ cá, kho me rồi đó. Nhưng mà mình đổi lại thì mình kho bần. Biết kho gì ngon không? Độc lạ và ngon. Trái khế tàu á. Có trái này thì nó hơi bị cứng nè, còn hơi sống, mới chín hơi hòm. Sống mình chẻ một miếng nữa đi cả nhà. Bên chín bên sống. Mới chín vậy đó bạn. Mình làm hai trái thôi nha, giờ mình bắt lên kho nha. Mình bắt lên bếp á các bạn. Cá nó sôi lại nó tái ra nè. Nước sôi giờ mình sẽ chế nước vô nha. Giờ chờ đợi một chút cho cá nó chín rồi cái mình nêm thôi nha các bạn. Mình kho cá xong mình mới luộc rau luôn. Cá của mình cũng đã chín rồi nè bạn. Cái mấy trái bần á bạn, nó gã ra hết trơn à. Gã ra cái hột nó trắng như là hột mè vậy đó. Mình tưới rồi. Để mình nêm thử vừa ăn cho. Vừa ăn hồi mà ngon sợ vậy bạn. Nó có cái hậu mặn của nước mắm nè, chua chua ngọt ngọt. Rồi ngoài cá nó ra nó chua chua của trái bần, nó lạ miệng mà nó ngon. Ăn này không ngán. Giờ mình làm tắt bếp nha bạn. Mình sẽ luộc rau. Bên đây mình bắt nồi nước mình luộc rau nè. Mình luộc rau thì mình sẽ bỏ vô trong đây một tí xíu muối nha bạn. Vậy mình luộc rau nó sẽ cái cọng rau nó sẽ xanh tươi, nhìn nó đẹp hơn. Nếu muốn mình luộc trước các bạn, còn nhãn lòng thì mình luộc sau. Tại nhãn lòng nó mau chín nè. Các bạn trụng qua trụng lại là các bạn gấp ra được rồi. Còn mình để lâu quá thì nó sẽ có cái độ hơi đắng nhẫn nhẫn của nhãn lòng mà. Giờ mình sẽ gấp ra nha. Cá với rau mình luộc xong nè bạn. Thấy bữa cơm của mình đơn giản chưa? Tuy đơn giản nhưng mà ngon lắm nha. Cá lòng tong kho trái bần, có mấy con tép, sắc thêm mấy lá ớt để vô cho nó cay cay ngon bạn. Chua chua cay cay ngọt ngọt mặn mặn. Có bạn nào thèm chưa? Cái này kho giống như là kho lạc đó bạn. Để chấm rau. Đây dĩa rau của mình nè, bạn thấy xanh không? Xanh tươi luôn, như là mới hái vô luôn. Chưa, giống như là rau còn tươi chưa luộc hả? Đẹp chưa? Bạn nào thèm chưa? Giờ mình dọn ra thưởng thức thôi bạn ơi, đói bụng quá. Nhìn cái dĩa rau với dĩa cá là chịu hết nổi rồi đó. Cho bạn nhìn bạn thèm chơi, để khúc sau cho gia đình mình thưởng thức nha. Ngoài clip đến đây mình cũng chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều.